À, mình hiểu cách khó trắc quẻ không ạ? Các bạn chỉ cần đứng lên này nè, và các bạn đọc kỹ nè, hướng cho dưới này nè. Và chỉ có bên một bên Remote Food và một bên Re gì đó, mình không biết ha. Mà các bạn hãy chọn bên Remote Food. Rồi với giá 5 cái gì? À 5 triệu mình đủ đủ. Từ 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 ơi. Một lần xóa chắc quỷ 5 triệu. Trời đất ơi à, ui ui. Đắt thế. Ờ mình thử quay chắc quỷ bên này xem. Bên đây là cho ông quay chắc quỷ ha. Ông chắc quỷ quay bao nhiêu. 25 triệu. Ôi, bỏ rồi, bỏ. Đắt quá. Quay một chắc quỷ 25 triệu à. Tôi bỏ đi anh ơi. Mình chờ thế ai chờ lại anh. Thôi thà mình đi tìm chắc quỷ còn hơn. Bỏ 25 triệu để mua. Trời đất ơi, 25 triệu để mua một trái quỷ các bạn ạ. Hơi căng à. À. Thì đây, là trái phượng hoàng. Trái phượng lửa ở chơi của mình ăn rồi. Mình sẽ ăn trái Pika ha. Cảm vô. Đó, chúng ta sẽ sở hữu trái Pika với sẽ có 3 chiều vậy. À, 4 chiều, 4 chiều, 4 chiều. À, 3 chiều thôi, chỉ có 1 chiều bay rồi mà. Ơi, chiều quy đầu tiên, chiều quy ha. À, cú đá ánh sáng. Chắc chắn là này cú đá ánh sáng rồi mà sao cái tướng kỳ vậy. Cú đá ánh sáng. Wow. Không biết lượng la bao nhiêu để em chưa coi kỹ. Các bạn coi màn hình các bạn có thể tôi chậm lại ha, mình coi không rõ. Yeah, mình thấy cái gì mà 62 đam gì, 62 đam luôn hả, 662 đam. What the fuck. Ủa à quên quên, cái lửa của mình nó đam dồn, đam dồn quên chứ, cái mũi của mình thì đam dồn thì nó đam nó sẽ yếu hơn. Ở lần trước mình review cháy lửa, mình đang ăn cháy lửa rồi, mình cháy lửa thì có đam dồn ha, đam dồn á thì nó sẽ đốt rất là nhanh, còn cái này không có đam dồn nên đam nó sẽ to, nên mình khá là bất ngờ ha. Chữ E, ủa chữ E bay khá là nhanh nhưng mà vẫn cua được, cua được, cua được, cua được, cua được, và stamina cũng tương tự thì tốn rất là nhanh luôn rồi. Hồi tốn mana quá chị ơi, bấm E lần nữa nó mới tắt nha mọi người. Ai nó mới chịu G kia kìa 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 kìa. Ok, chiêu gì kìa. Ui, thôi mình chết vào đây coi. Chiêu gì vậy? Bự ấy. Tạo ra một nụ nữa ha. Mình đứng ở trong này nè và tạo ra một nụ nổ ở bên ngoài ha. Ủa. Ui. Liên tục luôn mọi người, không dừng không dừng nha. Khi nào các bạn bấm dừng nó mới dừng. Wow. Ui. Sao chiêu này nhìn dị vậy? Không, để mình dụ thử em. Không, mình dụ mấy người này nó đi tới đây em. Và wow, mình thử thôi. Mình dụ mấy thằng đó đi tới đây rồi mình về. Ui rồi. Dùng chiêu liên tục nè mọi người. Ui được quái. Không, cái này treo được mọi người. Cái này dành để treo boss hay treo gì nè. Được thật sự anh em ạ. Ui. Cái này đã gì? Không, mình bấm giờ thôi. Nó có tăng điểm DS không? Cái này treo nếu mà đã tăng được thì treo điểm DS chắc là đã luôn mọi người. Ờ không treo ha, nó sẽ bắn theo mục tiêu mà mình mẹ chỉ định nè. Ờ nước bắn hồi thôi, bắn khi nào mà nó bể thôi, nó chết thôi à. Ui, trái bị cả đá mọi người, farm tuyệt vời luôn ý. Nếu mà đúng gì nó farm chắc là đá luôn á mọi người. Là chết. Ừ, nếu mà đúng gì farm chắc là tuyệt vời luôn. Cái này mình gọi là farm được được mọi người, được 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 được. Cái này farm đã đó. Nên ăn cái Pika để farm ha. Cái trái đó thì cái chiều đó không tốn mana mọi người. À đúng đã luôn. Chịu ép rồi. Yeah. Ui. À quay đá xong mà lộn củi, còn cái đá ở dưới này lộn củi đá ánh sáng. À. Phải cái lộn củi đá ánh sáng nha. À, hai chiều này cũng giống nhau thôi, chiều quay và chiều ép cũng y chang nhau thôi ha. Đó là chiêu trái quỷ Pika. Mình thấy chiêu chiêu Pika thì chiêu R của nó rất là ngon, với chiêu E nó bay khá là nhanh nè, nhưng mà tốn mana thì không kém. À, và đó là thì tất cả chiêu thức của trái Pika. Thì nếu các bạn thích video một like, một share, subscribe cũng như là cái channel của mình ha. Và hẹn gặp lại vào những video sau.